Rồi, thì chào anh em và các bạn nha. Hôm nay thùng hàng nói gì vậy? bạn ơi, được khui ra cho các bạn xem nha. Giờ được về số cần Humminbird hai đọt các bạn. Cũng về được mấy chục cây để phục vụ anh em mà ơi. Về được hàng được trước cái về là anh em mua hết trơn rồi. Giờ thì tiếp tục lấy về giá rẻ cho anh em chơi nha. Đó hôm nay là mình có cần Humminbird các bạn, cần Shimano. Đó Shimano Humminbird nha mọi người nó cần này thì cán bát máy là bắt g nè nó ta cầm là g hai khúc nha mọi người đó, anh em nào đã biết rồi thì thôi anh em nào chưa biết thì cho được xin mang phép và quay cho các bạn xem nha ở ngoài thì đẹp hơn trong video rất là nhiều nha mọi người do được quay thứ nhất là trong nhà nó thiếu ánh sáng bạn không có đẹp bằng ở ngoài đâu nha mọi người nó ở đây là chỉ uh, tương đối thôi đó chứ nó không đẹp bằng ở ngoài các bạn đó đây là cần máy đứng thì mình chiên dòng này thì mình chiên lua lua hơn nhưng mà cái này á, anh em đi câu bè câu hồ rồi rất là ok luôn chơi thoải mái nại thoải mái cho mình đó mình đi câu cá lớn này kia, kia nọ đổ xong cũng câu cần này cho bạn xem đó bữa hởm được xảy con cá cũng cần này nè nó bị đứt dây nè anh dạng gấp con cá nó bị gãy ngạnh nó cũng giột cũng ngay cần này nè còn sau ấy ký không mọi người đó thì được có video có bằng chứng sẵn cho bạn anh em đồ xem thì muốn biết cá thế nào xảy ra thì anh em lên view kênh youtube đường miền tây của mình đó thì anh em xem nha nó cần mình có hai đọt thì đọt cần này nó khoảng một ly chín đó bạn nó khoảng một ly chín hai đọt thì kích thước như nhau nhưng mà có lẽ là phôi của nó một đọt nó đặc hơn đó các bạn một phôi đặc một phôi thì nó mỏng hơn tí xíu cho nên là cái độ cứng nó sẽ khác nhau cần này thì cần bọng nha bạn đọt này đọt bọng nha nhưng mà phôi nó khá là dày mọi người Đó, phôi nó khá là dày luôn Quay cho bạn xem nha Thì hai cần à, Quên một cần mà có hai đọt Thì à, dòng này á, tải cá Anh em cứ nhắc tỉnh 3 kg Anh em cứ nhắc lâu đầu 3 dèo dèo cho mình Gãy mình lên cho anh em cây khác Ok không Đó, đến với uh, được miền Tây là phải ok nha <laughs> Nói gì chứ cần này mà đã nhắc tỉnh 6-7 kg nha mọi người Nhưng mà được thì không có muốn chọi <laughs> cho nên là chỉ khuyên anh em á là chỉ nhắc khoảng 3 kg thôi hai ba kg cứ nhắc ba giờ dèo đang mình dưỡng cái cần mình nha nó cần hai mét bốn anh em cứ nhắc đi cao khoảng ba kg này cứ nhắc lên cho mình góc xéo bốn độ thì anh em cứ nhắc lên kẹp nách nhắc lên ba dèo dèo lên cho mình nha ok có hư cái nào đó hư cái gãy cái cán thì được tặng cho bạn cái cán rồi gãy cái đọt thì được tặng cho bạn là cái đọt nha nói chung là mình bảo bảo đảm thì chất lượng cho các bạn luôn đó rồi cần này thì giá rất là hợp lý phải chăng luôn bạn quên nói các bạn là cần này gồm có 8 khoen ha bao gồm đầu bu nha mọi người nó khoen nó rất là dày luôn anh em câu xong câu đồ thì cũng rất là dịu luôn nó khoen dày là thuận lợi cho mình câu xong đồ cái cần của mình nó đầm cần lắm nha mọi người đó. Rồi trong nó trong khi đó bắt máy nữa máy mút nên em cầm cũng đỡ chân trượt nữa nó quay cho anh em các bạn xem nha rất là ok ha thì mình xin nhắc lại cần này là dòng cần Shimano Hunting Blast ha thì khoảng từ cái chân 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 cằn đến bách máy lên nó khoảng 8 tắc các bạn thì cái này thì nó được sơn carbon hai xa còn khúc trên là bằng carbon nhám nha mọi người nói trên là carbon nhám có biểu tượng của thương hiệu này chống hàng giả với biểu tượng của điện các bạn với trời mưa rồi anh em cảnh báo trời mưa anh em đi câu rồi hạn chế chờ mưa rồi sấm chớp rồi nha mọi người nó tại vì cần nó hút điện nha bu đầu bu của cần là đầu bu chống sắn hết nha mọi người nó nó bu chống sắn hết cho các bạn luôn nè nó đầu bu là bu chống sắn nha đó thì do cần này á, thì phen là phen phen siết của hãng nha bạn phen thường nha thì uh, các bạn biết là cần này giá được bán ra cho các bạn là 420 trăm hai thì rất là rẻ các bạn cho nên là không có phen fuji được Em Fuji phải từ 6, 6 700 các bạn mới có phim Fuji được nha mọi người. Đó giờ được quay cho bạn xem. Đó. Cán máy nè, bạn thấy không? bát máy nè. Rất là đẹp ok luôn. Thì mình còn dòng này 2 mét 1 với 2 2 4 các bạn. Thì mình mới nhập về thì anh em cần 2 mét 1 thì lấy 2 mét 2 mét 4, 2 4 nha. 2 m 1 thì 395 000 còn 2 mét 4 là 420 nha anh em. Đó anh em cần thì cứ liên hệ mình nha. Đó, mình có để số điện thoại ở trên tiêu đề video và để số điện thoại ở dưới phần ghi chú mô tả bình luận gì tùm lum các kiểu con là điểu luôn <laughs> đó anh em cứ chết giá thoải mái nha giá mình bao rẻ cho anh em luôn nha nói chung là buôn bán thì có sao nói vậy người ơi thôi anh em cứ lên uh, uh, google này cứ sạch ra ừ, uh, giá cái cần này bao nhiêu ví dụ vậy anh em ở gần đây được uh, trong phòng vi câu lãnh này được miễn phí ship cho bạn nha 10 đến 15 km được giao tặng nhà cho bạn luôn nha đó, anh em cứ lên mạng chết thổi chết giá thoải mái nó còn được nó bán cái càng nào nó nói bán rẻ mà có rẻ không nó anh em cứ lên chết giá thoải mái rồi đến với được phải vui vẻ anh em cứ chơi thoải mái đi đó nếu như mà anh em nhắc cá hai ba kg mà có gãy đọt được định cho anh em cái đọt khác nha nói chung là thoải mái nói chung là được cũng từng đi câu cũng nhiều và cũng cũng uh, sợ cái cảnh mà gãy đọt lắm bạn <laughs> lúc đó là xong của long luôn á thì anh em cứ chơi thoải mái đi nhắc thoải mái cho mình còn đi đạp rồi kia nọ là, 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 mình không có bảo bảo đảm chuyện đó nha <laughs> không nói chung là vui vẻ bạn ơi anh em cứ vui vẻ cho mình nha rồi đó mình bán đồ là vậy bạn tính cách của mình gì bạn biết hay cần được không có lợi nhiều đâu mọi người đó. cần được bán với giá này không là nhiều mình ta bán bốn trăm tám năm trăm có chỗ đó bán 600, 300. nó bán sáu bảy trăm luôn thua thì chứ nó thôi để lấy về để được để cho anh em xài cho rẻ mà bền tốt nữa. Để mình xài yên tâm nữa. Đó, rồi anh em cứ cứ thích thì cứ vui lòng liên hệ mình nghe số điện thoại là 0963890470 nha. Còn có số anh em nợ hàng đợt trước á thì cho được xin lỗi nha. Bây giờ bữa nay được mới ship được mong anh em cũng thông cảm nhìn được nha. Tại lu bu quá anh em ơi, giờ đi quay clip nè vừa công việc ở phòng khám này ha, vừa Giờ về nhà nói chung là chỉnh video rồi đi quay phim rồi ship đồ đồ một tay một mình làm muốn té luôn vậy đó nói chung anh em cũng thương tình mình đó nếu thương mình thì cũng thông cảm cho mình mình rất biết ơn và rất cảm ơn nha đó giờ được còn số cần câu tay nữa rồi đúp nào ăn nó vừa không được lấy giờ số giờ còn có mấy cây à mấy cây ta một ba bốn còn sáu cây nó sáu cây thì mình có đây hai cây này mình lấy ra cho các bạn nha hai cây này là cây năm m tư với cây bốn m năm nha mọi người đó năm m tư với bốn m năm nè nó dòng này thì dòng này, uh, này carbon hai da nha mọi người đó cán đây là cán uh, cần câu nè nó được uh, nút kim loại nha nút đồng nha thì ở sau này nó có cọng dây này để dây an toàn nữa bạn câu cá lớn rồi bạn cục con dây này vô cái uh, cấm dưới với chân hay gì đó cọng dây uh, loại dây lò xo mọi người để chống là thường được không có chơi đâu còn nào được được kéo co không à <laughs> đó hôm nay được câu có đô phi khủng là câu bằng loại cây cần này thì thấy anh em hỏi cho nên được cũng lấy về cho anh em chơi rồi dòng này là được bán uh, cây 4 x năm hiện tại được còn mấy cây thôi bán bằng giá sale như hôm bữa cho bạn luôn đi ha nó cho anh em rồi dễ chơi dễ xài ha 4,5 x năm được bán uh, 435 k đó còn mà cây uh, 5 m tư uh, được bán à, uh... bán như giảm nha? 500 đến 5k đi 500 đến 5k đó thì uh, còn mấy cây anh em là nhanh tay thì được giảm tiếp còn anh em ở gần uh, là lấy uh, thì được uh, bớt thêm tiền cà phê nha còn anh em ở xa thông cảm của mình nha uh, tại mình tiền gói hàng rồi đó mọi người tiền gói hàng tiền này kia nọ mà khi mình nhận xong anh em nhận xong nó chuyển tiền cho mình nó trừ mình thêm năm sáu ngàn nữa cho nên anh em cũng thông cảm cho mình nha đó rồi cảm ơn em rất là nhiều cứ lên mạng chết giá coi dùm cho mình đi trời ơi, em bán đồ thiệt chứ không biết nói sao chứ em bán đồ dễ thương lắm <laughs> đó tự mình khen mình luôn tiếu thiệt chứ rồi chào bạn nha nó mình còn số cây gì nè rồi để cho anh em chơi rồi chắc uh, tuần tới sắp lịch tôi qua ông dạng qua qua ông dạng chiến bữa và quậy phá ổng bữa ơi còn này cây nia đó mọi người đó cây nơ hai mét nốt nữa mình còn cây duy nhất rồi các bạn nó anh em nào cần thì lấy luôn mình ngấy luôn nha cây này được bán còn hai trăm ba bạn ơi nó cái nó anh em nào cần thì lấy luôn được gã luôn nha nó còn cây builder nơ đó cứ để lại số mình đựng bên dưới cây này ở ngoài thị trường bán không dưới là hai trăm rưỡi nha mọi người rẻ nhất hai trăm bảy gì đó hai trăm bảy đúng rồi bữa hôm mình ra shop cao lãnh là hai trăm bảy ngàn nó là rẻ nhất, ở rẻ nhất luôn á là 270 nhưng mà được bán 230 đó các bạn Còn cây một bán luôn, nói chung là bán lấy vốn lại các bạn ơi, đặng lấy hàng khác cho các bạn Sắp tới chắc được cũng sẽ bên công ty à, RioCo của bạn, công ty Thái Lan á Chắc được sẽ lấy số máy dây câu rồi về được phục vụ anh em nha Rồi được chào anh em và các bạn nha anh em các bạn nhớ có cần thì liên hệ qua số điện thoại mình nha 0963890470 nha mọi người rồi chào anh em